Sao lại đứng đây đang sáng chúng tôi đến thì được.
9 tháng 6 đi anh con ơi. 9 tháng. Rồi đây đây đây. Chúng tôi là đoàn thiện nguyện đội Hoa Vàng. Mỗi tháng là chúng tôi tổ chức là 8 tay là đi cho những phần quà cho những người khiếm thị. Rồi đi chung hay là đi tiêm là phóng sanh cá. Tất cả là phóng sanh được là 59 cá. 59 ký ha. Rồi bây giờ bắt đầu đọc tên nha. Đây. Để đọc đi. Đây ba. Ngã thức sở tạo chư ác nghiệp. Giai lô lô thị tham sân si. Tùng thân ngự ý chi sở sanh. Nhất thiết ngã kim giai sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma Ha Tát. Chúng tôi xin quy y cho các vị. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật rồi tất cả địa ngục. Quy y Pháp rồi tất cả ngạ quỷ. Quy y Tăng rồi tất cả đàn sanh. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả để tẩy bà linh sanh.
Đó, đưa cho người sách đi. Đó, quế 2 kg kìa. Quế đâu? Ba để đi xuống hết đi hả? Cho biết rồi. Ở hai người xách một bịch á. Nè bà Cang với xách với chị Phương nè. Bây giờ cái đó để thằng anh Minh làm đi. Thôi vậy không sao. Mình gì? Để giờ Minh xách, để Minh xách dần đi, anh nó không bỏ dần. Nãy giờ nhốt có từ 2 giờ nữa. Rồi lấy cái cây, kiếm cái cây phiều phiều đó đi. Qua kia lấy cái cây. Cây nào có đâu mà không có cây. Có bên kia, cây củi á. Không sao, lấy cái bịch ni lông á, bịch ni lông á, đùa đùa nó ra. Lấy cái bịch đó khều cũng xuống á. Đi chờ sư con đi với nhảy chào rồi được rồi. Bye bye, see you again. Hẹn sao gặp lại. Nó nói mày ra biết không? Tôi không biết tiếng Nga, tiếng Nga, tiếng Nga. Bye bye, see you again. Ai cũng chẳng đầu vô coi. Dạ hết chưa? Rồi Tiên Nguyễn đã quay về. Má chào ở đây nè má. Tiên Nguyễn đã quay về nè, phóng sinh cho các chị. Má chào đây nè. Cái gì đầu ra tìm khác đi lòng người nha. Lòng cá nữa nha. Có tiền cũng đầu á. Được rồi, đừng ở đây nữa. Trắng, cái đó trắng. Cái trắng. Như đen mà. Rồi mình thả cá cũng vậy, nó cũng hay đậu vòng vòng một lát. Chúng em là đoàn thiện nguyện đội Hoa Vàng. 1, 2. Nói đây. Chúng em là đoàn thiện nguyện đội Hoa Vàng. Hôm nay chúng em đi từ thiện cho 100 người khiếm thị và sẵn để chúng rồi video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn và mọi người thấy thích video này, xin hãy nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn và mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại những video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Coi cũng quay gì đó, quay để dành lưu giữ kỷ niệm thôi à.